Chúng tôi đã sẵn sàng cho Olympic Intercom. Hãy đón xem vào ngày 23 tháng 8 và 24 tháng 8 tới đây. 24 vận động viên sẽ thi đấu để chọn ra vận động viên xuất sắc nhất. Những trận thi đấu cam go đang ở phía trước. Cùng theo dõi tại tầng 3 tòa nhà 23 Lạc Trương vào lúc 17 giờ ngày hôm nay.